huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định là ông Nguyễn Văn Sĩ. Đường truyền được thực hiện bởi Khắc Ngọc, một trong những tân binh của Viettel mùa giải này, và đã ngay lập tức chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình. Bóng lập bập và tìm tới Khắc Ngọc. Bàn thắng đã được ghi dành cho cầu thủ Viettel. Tỷ số là 1-0 dành cho đội khách. Và đây có lẽ là bàn thắng sớm nhất ở vòng đấu thứ 3 này. Mới chỉ là phút thi đấu thứ 2 thôi, nhưng Khắc Ngọc đã đưa Viettel vươn lên. Một tình huống bóng lập bập và trái bóng tìm tới đúng vị trí của Hồ Khắc Ngọc, người cũng đã mở ra đợt tấn công vừa rồi dành cho đội khách. Khó khăn tìm đến với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ ngay ở những phút thi đấu đầu tiên. Và tất nhiên là bàn thắng này sẽ là chất xúc tác giúp cho những phút thi đấu tiếp theo của trận đấu ngày hôm nay càng trở nên hấp dẫn hơn. Hết sức bất ngờ, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một tình huống mà trọng tài đã không căng cờ báo hiệu việt vị đối với Hồ Khắc Ngọc. Tưởng chừng như là cơ hội đã kết thúc với Viettel, nhưng từ một pha bóng lập bập thì Hồ Khắc Ngọc đã có thể ghi bàn. 5 cầu thủ áo vàng theo sát nhưng không thể ngăn chặn được tình huống dứt điểm. Và sau đó thì trái bóng đã trôi tới đúng vị trí của Hồ Khắc Ngọc. Anh đã không bỏ lỡ cơ hội này để đưa Viettel vươn lên. Cách đây 2 tuần thì Dược Nam Hà Nam Định đã có một trận đấu tốt. Đường truyền về có thể nói là thiếu quan sát. Đó có lẽ là đường truyền về của Đình Mạnh. Bruno rất nhanh. Và nếu như chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là chân sút này của câu lạc bộ Viettel có thể trừng phạt sai lầm của đối phương bằng những tiếng ghi bàn của mình. Bóng hướng tới vị trí của Robinson. Sút bóng, cơ vào! Đó là câu trả lời của Nam Định. Và đó là tình huống phối hợp giữa bộ đôi tiền đạo Rafenson và Đỗ Melo. Chỉ khác là lần này người đã làm tường đó là Rafenson chứ không phải là Đỗ Melo. Cú quăng chân có thể nói là rất hay. Vẫn đang là cầu thủ áo vàng. Melo. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đang cố gắng vùng dậy sau khi để lọt lưới bàn thua đầu tiên. Và họ cũng đã có câu trả lời. Vẫn là màu áo vàng rực rỡ trên các khán đài của sân Thiên Trường. Nhưng họ sẽ phải cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa để đội chủ nhà có thể vượt qua tình thế khó khăn ban đầu.